Hi, xin chào các bạn. Chào mừng quý các bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hono 999. Hiện tại là mình đang có mặt trên đường Trần Hưng Đạo và đường Giác Sinh. Và hôm nay là thứ bảy, ngày 10 tháng 4 năm 2021. Phía trước mặt các anh chị là ngã tư Giác Sinh, ngay chỗ cây xăng đường Giác Sinh với đường Trần Hưng Đạo thuộc quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Và phía trước mặt các anh chị đó là trung tâm điện máy Nguyễn Kim, một trong những trung tâm điện máy khá lớn và cũng khá lâu đời ở khu vực trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là dãy nhà chung cư cũ nằm trên mặt đường Trần Hưng Đạo đó các anh chị. Và dãy nhà chung cư này thì cũng có ngát trên 50 năm rồi. Và những cái ngôi nhà, những kiến trúc cổ xưa của Sài Gòn gia đình xưa các anh chị. Sài Gòn còn mang tên là Sài Gòn gia đình thì những kiến trúc này rất là đẹp và nó vẫn tồn tại đến ngày hôm nay, vẫn còn được sử dụng khá là toàn diện. Nhưng mà mặc dù bây giờ cũng đã cũ, cũng đã có một phần xuống cấp rồi, nhưng mà nó cũng là một cái nét đặc trưng, một cái nét đẹp của Sài Gòn xưa. Thì hôm nay em mời các anh chị cùng em đi một vòng trung tâm Sài Gòn, xem tình hình của bà con mình như thế nào nhé. Trung tâm Sài Gòn thì ngay cái vòng xoay Quách Thị Trang và ngay phía trước chợ Bến Thành đang là một đại công trường của nhà ga Metro, nhà ga trung tâm Metro của tất cả các tuyến đi Metro khi vào trung tâm Sài Gòn và đều tập trung tại cái nhà ga Metro này. Nên đây là một đại công trường của ga Metro, phải nói là lớn nhất của khu vực thành phố đó các anh chị. Đây là nhà ga trung tâm của tuyến Metro số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 nữa. Sài Gòn có tất cả là 6 tuyến Metro. Các anh chị thấy bây giờ thì mình đi dọc giữa hai bên là đại công trường, bên nào cũng là công trường. Bên đây là xây cái một cái trung tâm thương mại khá là lớn anh chị, khá là quy mô hoành tráng luôn nè, rất là quy mô hoành tráng, rất là lớn. Trung tâm thương mại sẽ đối diện với nhà ga Metro. Và bên đây là bên trái là nhà ga Metro của tuyến nhà ga Metro bến trung tâm Bến Thành Suối Tiên, Bến Thành Thăm Hương. Thì cái nhà ga Metro này cũng đã khởi công 5 năm rồi các anh chị. Giờ thì theo thông tin em được biết chia sẻ từ ban quản lý công trình thì tuyến Metro nằm trên đường Lê Lợi này sẽ chính thức được dỡ bỏ rào chắn hoàn trả mặt đường trước lễ 30 tháng 4. Đó là một cái tin khá là vui cho bà con sống dọc trên cái trục lộ đường Lê Lợi này, bởi vì cái công trình Metro này đã chiếm cái con đường Lê Lợi này là 5 năm rồi. Khiến cho cuộc sống của bà con trên đường Lê Lợi gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì công trình Metro đã chiếm một phần đường của đường Lê Lợi rồi, mà đường Lê Lợi là một trong những con đường khá là hoành tráng, khá là đẹp, khá là sầm uất của khu vực quận 1 các anh chị. Và bây giờ thì các anh chị nhìn thấy điều hưu không? Dạ. Đây là tất cả nhà cửa, nhà đóng cửa hết, quán xá rất là điều hưu. Rất là khó kinh doanh. Một là trong cái mùa dịch Covid, hai là do cái công trường Metro này nó chiếm khá là nhiều. Phía bên đây thì người ta còn chưa mình xe chạy đi tới đi lui thì nhìn nó còn thông thoáng hơn. Chứ phía bên trái bên kia anh chị thấy người ta bích luôn cái cửa nhà rồi anh chị, không còn có thể kinh doanh được, chỉ chừa một cái lối đi khoảng 2 mét thôi. Nên là không thể nào kinh doanh được. Bà con ở đường Lê Lợi này thì phải chịu cảnh này 5 năm rồi. 5 năm rồi. Nên nghe cái tin mà dỡ bỏ cái công trường phía trước đường Lê Lợi và hoàn trả mặt bằng của đường Lê Lợi thì bà con mình rất là vui. Và từ nay đến đến lễ 30 tháng 4 thì ban quản lý công trình sẽ
dỡ bỏ tất cả các cái công trình nằm ở trên đường Lê Lợi này và sẽ hoàn trả mặt bằng lại cho đường phố, và đường Lê Lợi sẽ trở nên sôi động và nhộn nhịp như xưa. Và phía trước mặt các anh chị là nhà ga của phía trước nhà hát thành phố đó các anh chị. Và mình sẽ đi vào một cái vòng vào bên trong của cái đường Lê Lợi này cho các anh chị xem bà con mình bị ảnh hưởng như thế nào sau 5 năm cái tuyến metro này được rào chắn để thi công công trình. Rào chắn lại thì người ta chỉ chừa được cái lối đi như thế này rồi các anh chị. Thấy nhà cửa đóng rồi hết và không có buôn bán gì được, bởi vì cái công trình của metro nó chấn như thế này thì đâu còn ai mà vào đây để mà mua với bán nữa. Rất là khó cho bà con mình kinh doanh, bởi vì những cái mặt bằng mà thuê thì chịu không nổi. Những cái mặt bằng thuê thì chịu không nổi, phải đóng cửa. Chỉ là còn những cái mặt bằng nhà thì gọi là buôn bán cầm cự, bán cho vui á. Chứ mặt bằng thuê ở đây thì một tháng gọi là có thể là đến hàng chục ngàn đô một cái tòa cái nhà thả mặt đường để lại này. Thì các anh chị nghĩ làm sao kinh doanh, làm sao để có doanh thu và làm sao để có lời để trả tiền mặt bằng cho nổi. Không có khách du lịch do ảnh hưởng của Covid và phần thì rào chắn hết cái mặt tiền kinh doanh rồi, không thể nào kinh doanh trong cái điều kiện như thế này. Nên là bà con ở đây cũng khá là chật vật trong 5 năm qua rồi các anh chị. Nên mà hay tin gỡ được cái rào chắn của cái công trường này thì bà con sống dọc theo cái đường Lê Lợi này họ rất là mừng và họ rất là phấn khởi. Hy vọng thì tới cuối năm nay thì khi mà gỡ được cái công trường của metro này thì bà con mình sẽ sửa chữa nhà cửa và dọn dẹp mặt bằng, sửa chữa nhà cửa, khai trương buôn bán lại, tạo nên một cái gọi là cái sự sầm uất của con đường Lê Lợi ngày nào, rồi từ đó sẽ thu hút được khách du lịch nội địa đến với Sài Gòn nhiều hơn. Chứ bây giờ anh chị thấy đi đâu cũng gặp công trường metro, đặc biệt là ở trung tâm quận 1 gặp toàn là những cái công trường như vậy, thì mình đi chơi đâu có cảnh gì đẹp đâu mà chụp hình. Và đây là phía chợ Bến Thành các anh chị, rất là buồn. Và cũng có lác đác vài vị khách du lịch nội địa nhưng mà rất là ít, do là chuẩn bị bắt đầu cũng sắp tới lễ 30 tháng 4 anh bắt đầu cũng có khách du lịch lai rai và khách nội địa là chủ yếu. Bây giờ thì đâu có khách Tây, chủ yếu là khách nội địa thôi. Nhưng mà quang cảnh thì khá là buồn, ế ẩm, vắng hoe. Do trung tâm quận 1 bị gọi là hai cú đấm liên tục xông hoàn cước, và một là bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, hai là bị rào chắn của các công trình metro, nên là gọi là bị te tua. Nhưng mà công trình metro thì cũng sắp hoàn thành rồi, và tình hình dịch bệnh thì cũng bắt đầu khả quan hơn, bởi vì đã có vaccine thì hy vọng là hết năm nay trung tâm Sài Gòn sẽ phục hồi kinh tế
là phục hồi lại sự kinh doanh mua bán của bà con mình, để cho Sài Gòn khởi sắc lại như những ngày chưa có dịch bệnh và những ngày chưa có công trình của tuyến metro và sẽ xuất hiện nơi đây những cái chợ đêm anh chị. Trước thì nơi đây có buổi tối xung quanh chợ Bến Thành có những cái chợ đêm khá là nhộn nhịp, khá là tấp nập, nhưng bây giờ thì gọi là biến mất luôn và biến mất cái chợ đêm luôn. Nhưng mà đây là những cái dấu hiệu tích cực và tín hiệu phục hồi, bởi vì Việt Nam sẽ bắt đầu tiêm ngừa vaccine Covid-19 để đẩy lùi cái dịch bệnh Covid-19. Rồi các công trình metro cũng đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị tháo dỡ các công trường, bàn giao trả mặt bằng lại cho người dân tiếp tục kinh doanh mua bán phục hồi kinh tế. Chứ anh chị thấy điều hưu không? Đây là con đường Nguyễn An Ninh và Nguyễn An Ninh bên hông của chợ Bến Thành. Những cái mặt bằng, những cái vị trí ở đây khá là đắt đỏ nếu mà mình kinh doanh gọi là thịnh hành đối với chợ Bến Thành các anh chị. Nhưng bây giờ thì đóng cửa điều hưu luôn. Bởi vì về giá thuê mặt bằng ở đây khá là cao, và một mặt bằng như vậy, mặt bằng đơn thuần thôi thì cũng phải là 3-4 ngàn đô, còn mình thuê mà nguyên căn thì không dưới 10 ngàn đô đó các anh chị. Nên kinh doanh mà ế ẩm vào cái mùa dịch này thì không có khả năng, và phải nói là không có khả năng để mà thuê mặt bằng để mà kinh doanh đâu. Nên đa phần mặt bằng hơn 80% mặt bằng xung quanh của cái chợ Bến Thành đều phải đóng cửa. Đây là cửa Tây của chợ Bến Thành, khá là vắng vẻ, điều hưu. Phía trước các anh chị, đây là cái công trình của nhà ga trung tâm metro của trung tâm thành phố đó các anh chị. Sau này thì nơi đây sẽ có một cái nhà ga rất là quy mô, rất là hoành tráng, rất là đẹp, được âm ở dưới lòng đất. Và trước mắt là nhà ga của trung tâm của tuyến metro số 1 và tuyến metro số 2. Tuyến metro số 1 là tuyến Bến Thành Suối Tiên và tuyến metro số 2 là tuyến Bến Thành Cầu Thâm Lương. Sẽ có hơn 40.000 khách sẽ đổ về trung tâm Sài Gòn mỗi ngày khi cái tuyến metro này được vận hành đưa vào sử dụng. Thì sau khi tuyến metro này hoàn thành thì các anh chị ở các vùng gọi là vùng ven của Sài Gòn có thể vào trung tâm Sài Gòn chơi rất là dễ dàng, rất là thoải mái. Mình đi lên tàu metro thì mình vào tới ngay trung tâm quận 1 mình chơi luôn, không phải đi xe, không phải gửi xe như lúc trước nữa, rất là thuận lợi. Anh chị thấy đi đâu bây giờ cũng là nhà cho thuê và nhà cho thuê, không báo giờ trụ sở nhà cho thuê rất là nhiều. Hủ tiếu mì ập cẩm quá trời đông. Đó là những quán mà gọi là rất là cổ xưa rồi, gì rất là lâu đời rồi, có một cái lượng khách cố định rồi. Còn những cái quán mà mới mở thì thua. Chị thấy như ở đây những tòa nhà đóng cửa luôn, không thể nào kinh doanh nổi, bởi vì khách sạn không có khách du lịch, không có khách quốc tế thì khách sạn, nhà hàng chịu chung số phận hết. Khu này thì khách sạn rất là nhiều các chị, chịu chung số phận hết, đóng cửa hết. Và đây là đường Lý Tự Trọng, một trong những con đường khá đẹp của thành phố Hồ Chí Minh, chịu ảnh hưởng chung.
cửa bắc của chợ Bến Thành là Thủ Khoa Hưng. Ở đây thì có một cái chỗ gọi là nấu cơm từ thiện rất là nhiều các anh chị. Dạ. Nấu cơm từ thiện thì đi phát cơm cho các bệnh viện, các nơi gặp nhiều khó khăn đó các anh chị, rất là nhiều. Nãy giờ em cũng đi một vòng trung tâm Sài Gòn, cũng như là chia sẻ đến anh chị hình ảnh về sắp dỡ bỏ công trình của đường Lê Lợi. Hy vọng thì đến cuối năm nay nền kinh tế của trung tâm quận 1 của chợ Bến Thành hy vọng là sẽ phục hồi với sự dỡ bỏ của các công trình metro, cũng như là có vaccine để mà thu hút khách du lịch nội địa cũng như là khách du lịch quốc tế đến với Sài Gòn với cơ chế là visa vaccine. Thì em cũng xin dừng tạm video clip ở đây và hẹn gặp lại quý bác anh chị những video tiếp theo nhé. Những video rong ruổi khám phá đường phố Sài Gòn và những gì nóng nhất đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Và em xin chào và hẹn gặp lại.